Xin chào mọi người nhé, ngày nay cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi. Dòng cưa này khá là đẹp này, 9 cây cưa, cả dòng cắt đi cắt gia đình, cắt khai thác tầm trung và cắt đi khai thác chuyên nghiệp các bác nhé. Đó, thì hôm nay là có 9 cây. Đấy. Dòng các dòng máy như là Echo 401 này, dòng Huvana Thụy Điển, dòng Serat Komatsu, Shinawa 360, Estin 011. Em sẽ nói qua trước này, dòng Tanaka 3 Tanaka tay dài, Estin 011 này. 009. Các cái dòng tay cụt này. Ok. Số điện thoại mua hàng là 0392 973 923. Các bác xem video vui lòng cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Cảm ơn mọi người xem video. Ok, giới thiệu chi tiết luôn từng chiếc máy một. Chiếc máy đầu tiên em giới thiệu các bác là một chiếc máy Tanaka tay cụt nhé. Chiếc máy này phù hợp các bác nào đi cắt tỉa cành trên cao hoặc là đi cắt củi xung quanh nhà nhé. Ngoại hình máy khá là đẹp và phù hợp các bác nào có tuổi rồi mà thích sự nhẹ nhàng, cầm một chiếc máy là công suất khá lớn này nhưng mà nhẹ nhàng. Chiếc máy này rơi tầm khoảng là 4 kg và công suất của máy này là 33cc. Đây, chụp giật trợ lực khá lớn này, rất là nhạy nổ luôn. Đó, lam chiếc máy này là lam dài là 30, xài là xài xích chung 325. Bản lam khá rộng, các bác cắt thoải mái nhé, cắt gỗ tầm vanh 340, cắt quế, cắt mỡ thoải mái luôn. Đó. Nhiều bác thì làm quán đồ ăn sáng thì cần những cắt những khúc gỗ để mà đốt thì chiếc máy này là sự lựa chọn hàng đầu, rất là thuận tiện cho các bác sử dụng. Tanaka Powermate PMS 330A. AD1 bên em bán giá là 1.600.000 đồng. Dòng Tanaka tay cụt. Ok, sẽ test nổ luôn cho các bác nhé. Công tắc này. AD1 bên em bán giá là 1.600.000 đồng. Giá rất là mềm các bác về cắt gia đình nhé. Okay. Trọng lượng 4 kg, các bác đổ xăng đầy đủ là 4 kg. Ok, một chiếc máy thứ hai là một chiếc máy dòng Ryobi, một chiếc máy dòng Ryobi thương hiệu của Nhật Bản các bác nhé. Lam này là lam dài 35 và xài là thái thích chung 91, lam dài 35, một chiếc máy tay cụt. Rất là thuận tiện các bác vì cắt gia đình xung quanh nhà, tỉa cành trên cao. Đấy. Bản lam thì khá là sáng. Đấy. Do là lam zin nên là hơi bị dỉ một chút. Nhưng mà đặc biệt là hàng này sử dụng rất là bền. AD2 bên em bán giá là 1.600.000. Đó. Chụp giật trợ lực khá lớn nhé các bác nhé. Chụp giật trợ lực khá lớn, rất là nhạy nổ luôn. Đó. AS29A, chiếc máy này là 29cc. Công suất là 29cc. Đó. Ok, em sẽ test nổ luôn cho các bác nhé. Em để căng ti cho máy này hơi cao thì sau video em sẽ chỉnh lại. Đó, Ryobi 35 lam dài 35 đấy. Có cái hệ tự có cái chỗ chắn ấy, khi các bác cầm tay rất là chắc chắn này. Tránh cái vật thể lại bắn vào tay đỡ gây bị tổn thương. Đó. Ngoại hình máy rất là đẹp mà giá chỉ có 1.600.000, bao siêu toàn quốc, bảo hành 6 tháng. AD2 1.600.000. Tiếp theo một chiếc máy dòng Estin 009 AD3 41cc chiếc máy này. Đấy, chiếc máy này là một chiếc máy tay cụt dòng Estin sản xuất tại Đức các bác nhá. Rất là bền. Đó. Dòng này cực kỳ bền, rất được thông dụng luôn. Lam chiếc máy này là lam dài là 30, xài chung 91, xài chỉ chung. Và cái thương hiệu xích của máy này là thương hiệu xích Oregon. Đó. Dòng Estin thì là cái thương hiệu sản xuất số 1 máy móc của Đức rồi. Như sản xuất máy cắt cỏ với lại máy cưa thì là sự số 1 về máy móc. Đó. Ngoài ra thắng xích của máy vẫn còn hoạt động bình thường, rất là tốt. Thắng xích của máy vẫn còn hoạt động này. 41cc cho máy siêu khỏe luôn. Em sẽ test luôn tiếng nổ để các bác trải nghiệm thử nhé.
trên căng ti nổ như xe min luôn. AD3 bên em bán giá 1,7 triệu, gọi là giá siêu mềm, giá mùa dịch cho các bác lựa chọn nhé. Ngoại hình máy đây, bác nào mà cần thêm thông tin thêm về máy thì cứ nhắn tin gọi điện cho em sẽ test video hoặc là sẽ gọi điện trực tiếp tới các bác nhé. Ok, AD3 1,7 triệu tay Tanaka tay dài, Tanaka tay dài PMS 335B 33cc chiếc máy này. Lam chiếc máy này là ram dài 35 và xài là xài thích chung. Lam này là 35, cắt các bác cắt gỗ tầm khoảng là 560 thoải mái luôn. Bơm xăng phụ này, né gió này, đó, rất là đẳng cấp. Ngoài ra thắng xích các thứ thì đầy đủ các bác nhé, thắng xích đầy đủ này, máy rất khỏe, thắng xích đầy đủ rất là an toàn. Powermate 3 PMS 335B đó. Dòng Make in Japan các bác nhé, PMS 335B này, Make in Japan, hàng Nhật chính hãng, đảm bảo các bác là máy zin của hàng Nhật. Đó, ngoại hình máy khá là đẹp, các cái tem mác đầy đủ luôn. Đó, tem mác bên Nhật Bản thì đầy đủ. Xin test luôn cái rổn các bác nhé. Cái thắng xích này vẫn còn hoạt động nguyên ngon các bác nhé. Đó, rồi em bật thắng xích như này là giật nên hơi khó nổ một chút bởi vì cái độ an toàn của máy rất là cao. AD4 bên em bán giá là 2 triệu đồng. Đó, độ an toàn cao. Đó, ok, một chiếc máy tiếp theo là một chiếc máy AD5, một chiếc máy dòng của Estin 011, một chiếc máy Estin này màu cam. Đó, Estin màu cam 011 AV. Lam chiếc máy này là lam dài là 30, xài thích chung. Cái xích này của máy này là xích Oregon các bác nhé, thương hiệu sản xuất xích là xích Oregon. Là cái thương hiệu xích sản xuất hàng đầu của bên Đức nhé. Còn Estin rất là đẳng cấp, hàm rộng thì đầy đủ luôn này. Rất sáng loáng nhá. Đó. Cái chỗ này là các bác đổ xăng bên trên này, đổ nhớt lam ở dưới. Cái màu rất là bền, màu không sợ bị bẩn. Dùng rất là khỏe khoắn cái màu sắc này. Đấy, ngoài ra thì mặt lam bên này nhá. Thắng xích của máy này. Của máy này không có thắng xích. Nè gió này. Công tắc em sẽ bật luôn tiếng nổ cho các bác nhé. Tiếng căng ti nổ như xe min luôn, nổ rất là khỏe. AD5 bên em bán giá là 2 triệu đồng. Estin 011 41cc. Có cái màng chắn này rất là rộng nhá, bản khá là rộng, các bác cầm tay vào đây. Khi các bác cắt gỗ nhá thì không sợ bị cái vật thể lạ bắn vào tay này. Đấy. Rất là chắc chắn, rất là an toàn. Ok. Chỉ có 2 triệu đồng một chiếc máy Estin 011 thôi nhá. Tiếp theo một chiếc máy AD6 là một chiếc máy Shirewa 360. Shirewa 360 các bác nhìn qua màu sắc các thứ rất là đẳng cấp luôn. Dòng Shirewa vòng tua rất là lớn. Ngoài ra lam chiếc máy này là lam dài 35, xài là xài thích chung 325. Đó. Shirewa lam và xích đều zin theo của máy luôn. Các bác nhìn qua cái thông số của máy nhé, Make in Japan này, các số mã của máy luôn ở đây này. Đấy, và chữ này, chữ Shirewa. Đấy. 360 dòng Shirewa lòng đứng, một chiếc máy lòng đứng này. Đó. Một chiếc máy nòng đứng khá là chụp giật trợ lực khá lớn các bác nhé, giật vô cùng nhẹ nổ và độ an toàn cao. Và cái chiếc máy này có tích hợp nút giảm áp ở chỗ này. Đấy, tính nút giảm áp này. Đó, tay cầm chắc chắn luôn. Chiếc máy thì đi qua cắt đi khai thác chuyên nghiệp thì không có gì để chê cái dòng máy này. Thì qua 360 36cc nòng đứng, em sẽ để cho các bác nghe thử tiếng máy nhé. Kéo gió ra một chút, đây là em vừa đổ xăng nên là chưa lên xăng bình thằng con. Đấy, đóng vào, đóng gió vào. Đấy,
em đổ xăng vào đây luôn ấy, thì là cái bình xăng con nó không có, thì là kéo giật mồi mới phát. Nên không được, các bác kéo gió ra, giật ho, tiếng ho một tiếng, các bác đóng gió vào, các bác giật thêm phát nữa là nó nổ luôn. Đấy. Đây là những dòng máy mà các bác bình xăng con, các bác cái máy chế nó không còn tí xăng nào thì nó khó nổ một chút. Nhưng khi mà đã nổ rồi thì nó rất là nhạy nổ luôn. Đó. Em sẽ để các bác nghe lại tiếng máy nhé, khi mà em đã giật lên rồi nhé. Khi mà đã lên xăng rồi thì nó nổ rất là dễ. AD6 bên em bán giá là 2,7 triệu, dòng đi khai thác chuyên nghiệp, dòng Chiregua 360. Đó. Ok, chiếc máy tiếp theo là một chiếc máy dòng Senat Komatsu 405. Chiếc máy này công suất khá lớn nha các bác nhé, 40cc. Một chiếc máy để đánh giá rằng là một chiếc máy khá là đẹp. Đấy. Cắt đi khai thác thì thoải mái luôn. 40cc, nòng nằm. Các cái vỏ ốp áng bên ngoài đều bằng kim loại hết, đấy, rất là chắc chắn. Trọng lượng chiếc máy này thì rơi vào khoảng là 6kg khi các bác mà đã đổ xăng đầy đủ, bởi vì 6kg không quá nặng, rất là cầm, rất là đầm tay. Đấy. Ngoài ra các cái viền này cầm rất là bám tay luôn, không sợ bị trơn. Khi nhiều tay các bác làm lâu ra mồ hôi thì nó sẽ không bị trơn, rất là an toàn. Đấy, dòng máy cắt rất là ngọt luôn. Và lam chiếc máy này lam dài 40 là xài xích chung. Đấy, 91 này lam khá là đẹp các bác nhé, bản lam khá rộng để các bác cắt gỗ thoải mái. Tất cả cái dòng gỗ thì chiếc máy này đều cắt được, với cái vòng tua chiếc máy này rất là lớn. Đây, cái hệ thống hàm rồng các thứ nó rất là sắc bén luôn, và để các bác về cắt gỗ nhé, này rất là cán rất là tốt, chiếc máy cắt cực ngọt luôn. Về độ bền thì chiếc máy này khỏi chê, độ bền rất là cao, và hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn các bác nhé. Mặt lam bên này này, các bác nhìn qua cái xích của máy nhé, xích này khá là xích và lam đều zin theo máy luôn, mà xích thì rất là mới, chứng tỏ rằng cái dòng này ít được sử dụng bên Nhật Bản và độ mới rất là cao. Mà giá chiếc máy này chỉ có 3 triệu đồng, thì các bác đi cắt khai thác chuyên nghiệp, bên cửa hàng em thì bán cái dòng này cho các anh em đi cái khai thác chuyên nghiệp, thì em cũng gọi điện hỏi thăm thì các anh đánh giá rất là tốt, bởi vì là cái dòng này vòng tua rất là lớn. Đó, không hay bị hỏng vặt. Ok, em sẽ test luôn tiếng nổ cho các bác nhé. Tiếng cắt của máy này rất là uy lực luôn. Đấy. Rất là uy lực, cực khỏe. Tiếng bô thì nổ rất là êm. AD7 bên em bán giá là 3 triệu đồng. Đấy. Bác nào cần thêm thông tin về máy cứ liên hệ với em Hải nhé, em sẽ tư vấn cho các bác nhiệt tình luôn, làm sao các bác ưng ý chiếc máy nào mà phù hợp với bản thân, với công việc của gia đình nhà mình. Đấy. G, dòng G này, dòng hàng hệ, hàng tuyển các bác nhé. Ok, một chiếc máy tiếp theo dòng Huvana. Chiếc máy này là 39cc, một chiếc máy dòng Thụy Điển. AD6 bên em bán giá là 2 triệu đồng thôi, một chiếc máy dòng Thụy Điển. Đấy. Thắng xích của máy vẫn còn hoạt động rất là ngon. Đó, thắng xích vẫn còn hoạt động. Có thắng xích thì độ an toàn khi các bác sử dụng rất là cao, và khi mà có trẻ nhỏ ở nhà thì các bác nên bật thắng xích xuống. Thì cả nó có giật nhạy nổ, nhưng giật nó cũng không thể làm gây tổn thương được. Đấy, đặc điểm của cái dòng thắng xích rất là đẳng cấp. Đó. Ok, Huvana dòng máy Thụy Điển 39cc, một chiếc máy này là nòng đứng. Đấy, nòng đứng luôn, rất là khỏe. Đấy, hệ thống giảm giật này, các thứ này rất là tốt. Đấy, một ốc giữ lam. Hệ thống giảm giật chiếc máy này rất là tốt, các bác cắt thoải mái nhé, không sợ bị rung tay, giật tay nhé. Lam chiếc máy này lam dài 40 là lam dài xích chung. Đấy, xích của máy này là xích chung. Đó. Và lam xích kiểu đi zin cho máy luôn, dòng máy Thụy Điển. Ok, em sẽ test nổ luôn tiếng máy cho các bác lựa chọn nhé. Ok, tiếng máy rất là khỏe luôn. Đấy, cực kỳ uy lực luôn. AD6 bên em bán giá là 2 triệu đồng. Đấy. Ok, chiếc AD7 bên em bán giá là 2 triệu. AD7 này, một chiếc máy là ECHO 401,
Đấy. Nói chung máy chiếc máy này AD8. Bên em bán giá 2 triệu. Em sẽ em nhìn nhầm. Đấy, chiếc máy AD8 này bên em bán giá là 2 triệu, một chiếc máy AD9. Một chiếc máy AD9 này, chiếc máy này dòng là Echo. Echo 401 40cc chiếc máy này. Khá là đẳng cấp, thắng xích các thứ thì đều đầy đủ luôn, cho các bác về cắt rất là an toàn. Đó, thắng xích này. Đấy, thắng xích rất là đầy đủ luôn. Thắng xích rất là đầy đủ. AD9 bên em bán giá 2 triệu. Cái ốp áng bên ngoài đều bằng kim loại rất chắc chắn các bác nhá. Không mục rất là không một vết xước nào đó. Đấy, rất là mới, độ mới chiếc máy này rất là cao. Đó. Ra trợ lực lớn này, vòng tua siêu lớn này, lam chiếc máy này rất là hầm hố luôn. Lam chiếc máy này là lam dài hơn 40 cm và xích của máy này là xích chung 91. Đó. Hàm hệ thống hàm rồng thì đầy đủ luôn cho các bác nhé. Mặt bên lam bên này là lam của Echo luôn này, lam Echo này, các cái hệ thống này trên này xích rất là chắc chắn luôn, hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn, hệ thống giảm giật đầy đủ luôn. Dòng này chiếc máy hệ dòng siêu đẹp cho các bác lựa chọn. Ok, em sẽ test luôn tiếng máy cho các bác lựa chọn nhé. Chiếc máy này, chiếc máy lớn này một tay dục hờ giật nó hơi khó. Tiếng gang đi nổ rất là êm luôn. AD9 bên em bán giá 2.800.000. Đây là 9 cây máy em vừa giới thiệu chi tiết qua. Thì bác nào có nhu cầu cần mua thì liên hệ qua số điện thoại là 0392 973923, hoặc kết bạn qua Zalo để em Hải tư vấn nhé. Các bác xem video cho em xin một like, một đăng ký kênh và chuông thông báo. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.